Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. 400 pháp nhân bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine. Ngày 24 tháng 8, VOA tiếng Việt loan tình Mỹ trừng phạt hơn 400 pháp nhân gồm các hãng Trung Quốc vì tiếp tay cho chiến tranh của Nga. Theo đó, thứ sáu ngày 23 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, quốc gia này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 400 pháp nhân và cá nhân vì họ tiếp tay cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine trong số này bao gồm cả những công ty Trung Quốc mà các quan chức Mỹ tin rằng đang giúp Moscow lách lệnh trừng phạt của phương Tây và tăng cường sức mạnh của quân đội. VOA dẫn trang thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ nói tóm tắt về các lệnh trừng phạt đối với 190 mục tiêu. Các lệnh này bao gồm các biện pháp nhằm vào các hãng ở Trung Quốc tham gia vận chuyển máy công cụ và đồ vi điện tử đến Nga. Và đây là hình bản tin trên VOA. Bên cạnh đó, theo VOA, Bộ Tài chính Mỹ cho hay họ cũng đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia, tham gia mua đạn dược và các vật tư khác cho Nga. VOA cho biết chính quyền của Tổng thống Biden cũng bổ sung 123 pháp nhân vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, có tên tiếng Anh là Etienne List. Danh sách này buộc các nhà cung cấp phải xin giấy phép trước khi vận chuyển hàng đến các công ty bị đưa vào tầm ngắm. Những pháp nhân bị bổ sung ngày 23 tháng 8 bao gồm 63 ở Nga, và 42 ở Trung Quốc. VOA dẫn Bộ Tài chính Mỹ nói rằng họ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công ty công nghệ tài chính, chứng khoán, cho vay bất động sản và các công ty tài chính khác của Nga, nhưng chưa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ các giao dịch, góp phần tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Bộ Tài chính đã cảnh báo với các ngân hàng kể từ tháng 12 năm 2023 rằng nếu vẫn cứ tiếp tục giao dịch trong nền kinh tế thời chiến của Nga có thể làm cho họ bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la. VOA cũng cho biết các lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ bao gồm cả các động thái nhằm kiềm hãm ngành năng lượng của Nga và đánh vào các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các nền kinh tế Trung Á mà Mỹ tin rằng đang giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói. Và đây là hình máy bay không người lái Olen của Nga. Vẫn theo VOA, các mục tiêu bao gồm bộ phận xuất nhập khẩu của tập đoàn máy công cụ điện Đại Liên ở Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hãng này đã cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng, dân sự, quân sự trị giá 4 triệu đô la cho các công ty Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào hơn 20 công ty có trụ sở tại Hồng Kông và Trung Quốc mà họ nói là đã cung cấp hàng hóa cho cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. VOA tiếp tục cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ cũng bao gồm các hành động nhắm vào các công ty cung cấp linh kiện được lắp trong loại máy bay không người lái Orlan mà Nga đang sử dụng ở Ukraine. Washington cũng muốn sử dụng các biện pháp trừng phạt để gây khó cho các dự án năng lượng trong tương lai ở Nga và việc vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của nước này. VOA dẫn trang thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ nhắm mục tiêu vào dự án Arctic LNG-2 trị giá 21 tỷ đô la của Nga và các công ty khác tham gia vào các dự án năng lượng trong tương lai ở Nga. Dự án Arctic LNG-2 đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo đó đã hạn chế việc Nga được sử dụng tàu chở dầu có thể đi qua băng. VOA cho biết thêm, các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các công ty tham gia vận chuyển LNG như whitefort Ship Management có trụ sở tại UAE, mà Mỹ nói rằng gần đây đã mua 4 con tàu để vận chuyển LNG quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 400 pháp nhân bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cựu Thủ tướng Dũng dù đã ngã ngựa, nhưng vẫn cầm trịch quyền lực ngầm trong chính trường. Ngày 22 tháng 8, blog Trần Văn của VOA Tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam quyền lực trong tay ai? Theo đó, tác giả Trần Văn viết, trong 10 năm làm Thủ tướng, từ năm 2006 đến năm 2016, bất kể sự can gián của các chuyên gia, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dốc gần như toàn bộ nội lực quốc gia vào những dự án của các tập đoàn nhà nước và tổng công ty nhà nước. Khoản tiền chừng 3 tỷ đô la rút từ công quỹ và các khoản vay ngoại quốc vừa trở thành giấy lộn, vừa tạo thêm nợ, vừa đặt chính quyền Việt Nam trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và đây là hình bài bình luận trên blog Trân Văn VOA. Tác giả lưu ý, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, riêng ngành công thương có ít nhất khoảng 16 đại dự án thua lỗ và không chỉ vậy, còn có những scandal về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khiến nhiều doanh nghiệp về lý nếu không thuộc sở hữu nhà nước đáng lẽ khi giải đáng lẽ khi giải tư phải trở thành sở hữu của tập thể, người lao động làm việc trong đó. Nhưng cuối cùng, những doanh nghiệp nhà nước này lại bị định giá rẻ mạt, tạo điều kiện cho một số viên chức và thân nhân của họ thâu tóm. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, thiên hạ bắt đầu kháo nhau chạy chức chạy quyền và sau đó, dù không muốn nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam miễn cưỡng thừa nhận đó là vấn nạn, là ung nhọt phổ biến, không chỉ gây nhiều hệ lụy trong công tác cán bộ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào đảng. Cũng từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng, bất kể khuyến cáo của các chuyên gia, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, biến tăng trưởng GDP thành một thứ trang sức để chứng tỏ sự sáng suốt và năng lực của cả cá nhân lẫn hệ thống. Tác giả nhắc lại, vào tháng 10 năm 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ 6. Khi phát biểu bế mạc, tổng trọng đã khiến thiên hạ ngỡ ngàng vì công khai thừa nhận Bộ Chính trị, ban bí thư của khóa này có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn được tình trạng tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Và đây là hình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là lần đầu tiên một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam liệt kê cặn kẽ cả những khuyết điểm của Bộ Chính trị, ban bí thư, song việc nhấn mạnh những khuyết điểm của các tập thể này cho thấy mục đích chỉ nhằm xác định lỗi của cá nhân cụ thể. Đó cũng là lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư phải dùng khổ nhục kế để giữ nguyên kỷ luật trong đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiên liêng của đảng và làm gương trong toàn đảng. Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đó đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Tác giả nhận xét, sở dĩ lúc ấy ông Trọng ngẹn ngào vì ông và các đồng chí cùng phe đã phải dùng tới hạ sách tự nguyện nhận kỷ luật đối với tập thể để có thể buộc một đồng chí ủy viên bộ chính trị phải gánh trách nhiệm cá nhân nhưng vẫn thất bại. Sự bất lực của tổng trọng và các thành viên cao cấp đang lãnh đạo đảng cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên bộ chính trị, thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ có đủ cả thế lẫn lực. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng dù ông Dũng rời chính trường năm 2016 và sau đó nhiều cá nhân vẫn được xem là thân cận với ông Dũng, thăng tiến nhờ sự nâng đỡ của ông, nhưng không ít người cũng rơi vào vòng lao lý. Trong khi đó, ông Dũng không chỉ bình an vô sự mà các quý tử của ông vẫn có thể thăng tiến thần tốc. Điều đó cho thấy ông vẫn còn thực lực. Tác giả nhận định, khi chính trường hỗn loạn, trong bối cảnh long tranh hộ đấu, phe nào cũng có nhu cầu củng cố thực lực đặc biệt là đối với xứ sở còn đặt nặng yếu tố vùng, miền như Việt Nam. Sau chuỗi bàn ra tán vào, thì cả miền Nam lẫn miền Trung đột nhiên cùng thất thế trong việc phân chia quyền lực trên bàn cờ chính trị hiện tại. Sự xuất hiện trở lại hết sức khác thường của ông Dũng dường như nhằm xoa dịu, cân bằng dư luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cựu Thủ tướng Dũng dù đã ngã ngựa nhưng vẫn cầm trịch quyền lực ngầm trong chính trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.